Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hệ thống Hiếu Thành Phát. Thì được trước nay thì Liễu đã có review cho chúng ta về dòng xe Vario rồi. Thì hầu như là toàn là màu zin á các bạn. Được trước thì Liễu còn có review là màu đỏ nhám, màu đen đỏ hoặc màu đen nhám gì đó. Thì nói chung là để đa dạng hơn về màu sắc thì hôm nay là Liễu sẽ quay lại với lại những em màu sơn. Thì hôm nay sẽ quay lại màu sơn ha. Và quay lại review thêm một em màu zin của 1.25 nữa. Thì Liễu review em 1.25 trước đi ha. Thì đây, Liễu cũng luôn là nói lại một lần nữa đó chính là thực đợt này Liễu thấy khách hỏi Liễu nhiều quá về cái vấn đề là Vario 150 màu trắng zin có còn hay không. Thì Liễu sẽ nói luôn là Vario 150 màu trắng zin hiện tại là hết rồi nha các bạn, không còn chiếc nào nữa, chỉ còn ở 125 thôi. Tại vì mẫu 2021 á, được ra mắt thì cái mẫu 2020 đã ngưng sản xuất luôn. Thì là mẫu 2021 ra ở bản 150 nó ngưng sản xuất luôn màu xanh nhám với lại màu trắng rồi. Nên là tất cả những cái màu xanh nhám với lại màu trắng đều là màu sơn nha các bạn. Và mẫu 2021 của dòng xe Vario 125 á, thì là nó mới ra là màu trắng này các bạn. Nhưng mà trắng này các bạn thấy không, rất là trắng tinh luôn, nhìn nó rất là đẹp á các bạn. Nhìn theo thì lại thấy rất là sáng và rất là sang luôn đó. Thì hiện tại là giá Vario đang rất là ổn định nhé. Hiện tại em này bên Liễu đang bán là 40 triệu đồng nha các bạn, chưa bao gồm phí biển gì hết nha. Đây là bản 125. Thì đợt trước là Liễu cũng có khách hỏi, hầu như là khách hay hỏi Liễu câu hỏi nhiều nhất, tức là Liễu đang giải đáp những cái câu hỏi mà khách hay hỏi nhiều nhất á, đó là dòng Vario 150 với 125 khác nhau ở điểm nào. Thì điểm đầu tiên Liễu sẽ nói ở đây đó chính là khác nhau ở cái chìa khóa này các bạn. Tức là bản 125 là ảnh sẽ dùng là bản chìa khóa nha các bạn, các bạn thấy không, đó là bản chìa chứ không phải là bản khóa smart key đó. Đó là điểm khác đầu tiên. Điểm khác thứ hai Liễu sẽ giới thiệu ở đây đó chính là cái dàn áo này các bạn. Các bạn thấy không, cái dàn áo của 125 là nó một cái phần màu nó chỉ tới đây thôi, còn dưới này nó sẽ là dàn mũ màu đen luôn, các bạn thấy không. Và cái thứ ba đó chính là cái để chân sau là bằng cao su nha các bạn. Đây là những cái điểm khác nhau nhất nha, là Liễu sẽ nói ngay ở trên clip này luôn nha. Đó, tại để giải đáp cái thắc mắc của những bạn hay hỏi Liễu. Đó, bằng cao su, đây là những điểm khác thì các bạn nhớ nắm lấy nhé. Nắm giữ đó là những cơ bản thôi, nắm lấy để mà chúng ta nhận biết ở dòng 150 và dòng 125 nha. Đó, đây là màu trắng, đây là màu zin luôn. Thì ngoài những cái màu zin như thế này thì bên Liễu hiện tại đang lên rất là nhiều màu sắc phía bên trong nữa. Thì những bạn nào mà có thiện chí muốn tham khảo những cái màu mà độc và lạ hơn hoặc là đa dạng hơn á, thì hãy inbox ngay cho Liễu theo số điện thoại là 0383 835 066. Đó cũng là số Zalo của Liễu luôn. Thì bên Liễu sẽ hỗ trợ tư vấn cho chúng ta và gửi mẫu qua cho chúng ta tham khảo nha. Tiếp theo là bên tay trái của Liễu đây là em Vario 150. Màu này là màu tím đi cùng với lại vàng mũ bên trong sẽ là màu cam. Thì màu tím này sẽ là màu sơn nha các bạn. Ở Vario 150 á, thì tất cả những cái màu bóng trừ cái màu trắng đỏ ra thì tất cả những màu bóng đều là màu sơn, còn lại màu zin sẽ là màu nhám. Và cái dàn màu cam bên trong này nè, nó sẽ là màu zin nè các bạn. Thì cái bảng này đang là cái bảng mà cái dàn mũ bên trong là màu sắc á, không phải là màu đen, thì đang là cái bảng mà có giá trị là mắc tiền nhất trong cái dòng xe Vario 150. Thì em này là mắc tiền nhất, hiện tại bên Liễu đang bán với giá là 53 triệu đồng nha các bạn, màu sơn. Và hiện tại bên Liễu có lên, đây là mẫu 2021 nên bên Liễu có lên mâm màu vàng đồng luôn, tức là vẫn giữ cái mâm nguyên bản của nó là màu vàng đồng luôn. Nếu mà chúng ta không thích thì bên Liễu có hỗ trợ là sơn mâm màu trắng, màu xám hoặc là màu bạc tùy vào sở thích của chúng ta luôn, bên Liễu vẫn hỗ trợ ha. Và chúng ta quan sát cái phần ổ khóa của em nó nè, khác với lại cái ổ khóa của 125 thì em nó sẽ là được sử dụng khóa smart key nè các bạn thấy không, khóa smart key và được sử dụng remote của em nó đây. Đây nha, đây là remote của em nó, khóa smart key nha các bạn, các bạn thấy không, đó được sử dụng em nó. Và cái điểm thứ hai là cái dàn áo này các bạn thấy không, điểm khác biệt thứ hai là cái dàn áo của em nó là sẽ full xuống dưới đây luôn, full màu xuống dưới cái chỗ để chân, thảm để chân ở dưới này luôn nè. Và cái điểm thứ ba đó là cái phần chân trở lên sau nó sẽ bằng kim loại chứ không phải là bằng cao su như cái miếng hồi nãy nha, đó là điểm khác biệt ha. Đó là những các bạn nhận biết, ok. Đó là những cái nhận biết mà cơ bản nhất thì Liễu nói, tức là nó dễ nhận thấy nhất luôn á, thì Liễu nói ở đây. Còn những cái khác biệt sâu xa phía bên trong nữa thì các bạn muốn thắc mắc và tìm hiểu sâu hơn thì hãy liên hệ ngay cho Liễu nhé, Liễu sẽ hỗ trợ tư vấn một cách cụ thể hơn ha. Thì hiện tại là Liễu sẽ đi vào thủ tục trả góp nè. Với những bạn nào á mà chưa có khả năng để mua tiền mặt á, thì chúng ta có thể mua trả góp. Hiện tại là dòng xe Vario 125 bên Liễu đang bán trả góp, trả trước chỉ cần 5 triệu trở lên là được rồi, 150 đối trước 7 tới 8 triệu trở lên là được rồi nhé. Hồ sơ gồm chứng minh hộ khẩu hoặc là chứng minh bằng lái, bản gốc giúp Liễu nhé. Và độ tuổi luôn luôn mà mặc định là 18 tuổi trở lên, đủ tháng đủ ngày chúng ta mới mua lên hồ sơ trả góp được.
Bên Lý đang hiện tại đang liên kết với lại 5 tổ chức tín dụng, đó là 5 ngân hàng HD, FE, HOM, Độ MB và Mira. Và Liễu sẽ đi vào chế độ bảo hành. Dòng xe nhập khẩu bên Liễu vẫn bảo hành nha các bạn. Dòng xe trong nước thì bên Liễu bảo hành là luôn luôn là bảo hành rồi. Còn nhập khẩu thì nhiều khi có nơi người ta không bảo hành luôn cơ, nhưng bên Liễu vẫn bảo hành cho chúng ta là 3 năm. Và những màu sơn như thế này này, bên Liễu bảo hành sơn cho chúng ta là 1 năm nha các bạn, cho chúng ta hoàn toàn yên tâm. Và ngoài cái em màu trắng, màu tím cam này ra, bên trong Liễu còn rất là nhiều màu khác nữa. Hãy liên hệ ngay cho Liễu, Liễu sẽ đưa ra một cái màu một cách, tức là gửi mẫu qua cho chúng ta để chúng ta tham khảo những cái mẫu mà ưng ý nhất của chúng ta ha. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với lại Liễu và Hiếu Thành Phát trong thời gian qua. Và cái địa chỉ của hàng của Liễu là siêu thị xe máy Hiếu Thành Phát, khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nằm ngay trên đường quốc lộ 14, còn được gọi là đường tỉnh 741 hoặc là DT741 á. Với những bạn nào mà không biết cửa hàng của Liễu ở đâu, chúng ta có thể tới cổng số 2 của khu du lịch Đại Nam, tới cổng khu công nghiệp Mỹ Phước 3 hoặc là tới ngã tư xã Sao, gọi ngay cho Liễu kèm Zalo nhé, là 0383 835066. Bên Liễu sẽ có người lại rước các bạn về cửa hàng mua xe ha. Chúc các bạn một buổi sáng thật là an lành ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn.